Chào mừng chị các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Trước mặt các bác là cái máy rửa xe Godzone. Cái máy này em cũng đã quay rất nhiều trên video và em sử dụng để rửa tấm pin năng lượng mặt trời. Và ngày xưa em cũng nhập máy này về bán thì cái bản mà bán lớn, bản bầu bầu này, xong cái bản hai pin này, bản hai pin em cũng đi bãi được 2-3 cái về bán hết rồi. Giờ còn sót lại thân này cũng có bác khách đòi mua rồi, nó nhỏ gọn. Mấy bác rửa điện lạnh thì khoái cái loại như này, nhỏ gọn. Đây, được sử dụng pin Makita phổ thông. Đây, như cục pin này chẳng hạn này. Đây, pin này em đóng này. Pin 5A, xeo Samsung. Rồi, đây. Còn bán nước này. Đây, có thể này. Kỳ mạnh luôn. Xe này. Sử dụng khá ok nha. Trong dòng máy rửa xe thì con máy này là phải nói đạt cái độ mà để nói là xịt mạnh á, so với những cái máy Trung Quốc bán trên thị trường thì nó khá là ok. Nhưng nó là động cơ có than, nó motor dùng chổi than nha. Mà tiếng kêu hơi to một chút. Hôm nay em mở hộp cho các bác quay cái máy rửa xe của Đắc Tâm phiên bản mới nhất năm 2024. Đó, đây. Gọi là Gam 2 Pro. Đắc Tâm dùng motor không chổi than đó, các bác biết bây giờ là những cái dòng máy khoan máy cắt cái thứ là dùng không chổi than rồi. Thì hôm nay em sẽ mở hộp cái máy này, video này em sẽ mở hộp test, video sau em sẽ bung cái máy ra, video sau em mở này, mở hộp cho các bác coi nha. Nguyên bản như thế này, test thực tế em muốn làm liền video để cho nó cái hình ảnh ấy, video nó chất lượng nhất có thể. Đấy, hộp đấy. Trong hộp có cái vali các bác ạ. Đã. Vali sách như đi du lịch luôn. Wow, quá chất lượng luôn. Nguyên sản phẩm này. Đầu xịt này, đầu lọc này, bình xà bông này. Đầu chỉnh xoay này. Chỉnh xoay này. Cây nối dài này. Này là cái ống hút nước, mà cái này nó còn cái bản này bản mới này, nó chống quẹt ok luôn. Lọc nước cho hai cái luôn này, hai cái lọc nước này. Dây này dài nha, dây này được 5-10 mét đấy đó, 5 mét đó. Dây này 1, 2, 3, 4 khoảng 5 mét các bác nhé, 5 mét dây. 5 mét dây, hai cái lọc dây, và em đã quay dây sẵn kìa. Cái này thì các bác dùng cái này nó tự hút nước nha, các bác cứ lấy cái dây này cắm trực tiếp xuống cái chậu nước là nó hút rồi. Cho qua đây, đây là sách hướng dẫn này, hướng dẫn và bảo hành, thiếu bảo hành đấy, sách hướng dẫn này. Cái thông đầu tắt nữa này, chi tiết không? Rồi qua bên bình xà bông, rồi qua bên lọc, qua bên cây nối dài. Đó. Rồi đến cái thân máy, một làm to vậy thôi chứ cầm nhẹ lắm các bác, nó làm vỏ to vậy chắc to là to để cho cái đầu bếp phun thôi, chứ còn motor không chịu than nhỏ xíu đây này. Nó là cái mã là M21SRX 140 1401 plus, điện áp 21V, motor bootlet 300W, công suất là 300W này. Mới nhất này, sản xuất 2024 này các bạn này. 2024. Cái lực của nó là 53 phải đổi thành PSI. Thường thường như cái này thì nó đang là cái lực cái máy kia nó là cái này như nó là thường nó là hai cái máy này nó là 2.2 M3 MPa, còn thằng này thì nó lại là 53 này, cái quy đổi đây, cái này quy đổi không rành lắm, để lát em quy đổi sau. Tại vì video này mới mở đây. Đấy, đây là cái đầu lắp để thay máy này, đây là đầu thẳng này, đầu này đầu xe này. Này đầu này
để lắp và xoay xoay 360 độ ở đây đấy, chỉnh không đó để chủ động này. Khá đẹp nha các bác. Rồi sẽ lắp pin rồi test thử. Một tiếng êm lắm các bác. Êm nha. Cái này nó không cái công tắc của thằng máy nó không có ngắt nha các bác này. Ở trên máy nó không có ngắt nha. Khi các bác cắm nước mà nước nó đang chảy bồn xuống ấy, thì nó sẽ tự phun rồi các bác nhé. Nó không như máy này. Cái máy này thì nó sẽ có một công tắc ngắt đây. Còn thằng này nó sẽ tự phun qua vòi này. Rồi, chạy. Ồ, khá mạnh nha các bác. Đây là chế độ không độ này. Không có cái khóa đâm ra này, khi mà lắp vào máy cái là nước nó cứ phun đây này, phải có một cái khóa nước. Trường thiết kế này cũng hơi bị trừ điểm ở cái này. Cái bằng máy này là cắm rồi thôi, thì khi các bác bóp công tắc này nó sẽ đồng thời nó mở công tắc ở chỗ này. Còn máy này thì nó hút nước nhưng mà lại không khóa được nước. Bình thường các bác cắm rồi nó cứ xì thế này là nhược điểm với máy này như vậy. Hiện tại còn nước nhà em nó đang bị yếu, nhưng mà cái điện máy này nước thì mức máy nó yếu quá, khá mạnh nha các bác, có vẻ là mạnh hơn cái máy này rất nhiều so với cảm tưởng. Trên kia ok nhé. Quay lại đây đó, được máy nó chập chờn quá, nó không còn ổn định này, thì bác muốn ổn định thì hút ở cái thùng ra kìa. Được, nói chung là cũng đáng mua chứ các bác. Để sử dụng rửa xe gia đình, tưới cây, tưới hoa để rửa xe, thứ là ngon lành, nhất là vệ sinh điện lạnh. Thì cái dòng động cơ không để than này nó sẽ tiết kiệm hơn điện hơn là cái động cơ có than như thế này. Đấy, thì video sau em sẽ bung cái máy ra. Video này em test thực tế cho các bác coi nhé. Khá là ngon nha. Cái nhược điểm của mỗi cái máy này là không khóa được nước thôi. Thì cấp nước và nó sẽ phun lên như vậy ạ. Hơi bị điểm trừ. Đó, một bộ máy như này, nó sẽ có cái thùng máy như thế này. Này. Rồi này. Đó. Thùng máy như này. Lắp đấy như này. Bộ phận pin nó bỏ được hai cục pin vào đây. Khá ngon nha các bác. Cái pin này của em mẫu pin khác 2700. Mẫu này 4A thì cũng bỏ đây được. Cái này 5A. Cho các bác bỏ hai cục pin như này là một ngày đi rửa máy lạnh thứ là ok luôn.
đấy thì một bộ như này là thân máy không là 1,2 triệu cho một bộ như này, như thân cũng như này, để bác nào mà lấy